Xin chào tất cả bà con. Xin chào tất cả các bạn, các cô, các dì, các chú, các bác cùng các em nhỏ, bạn bè thân hữu gần xa cùng bà con lối xóm. Thì hôm nay mình cũng mới tập tành làm vlog. Thì có gì không có hay hay là có gì dở quá thì nhờ bà con góp ý hộ giùm ha. Thì mình cũng thích làm vlog từ lâu lắm rồi, nhưng mà hôm nay mình mới có thời gian làm. Thì ý tưởng thì mình cũng không có, tại vì mình ca hát thì cũng không hay, diễn xuất thì cũng dở, mà tài cán thì cũng không có, cho nên là cũng không có cái ý tưởng gì để mà làm hết. Thì vừa rồi một số anh em bạn bè nói thôi bạn ca đi, bạn ca, nhưng mà bạn ca dở thì bạn tấu hài vô đó, bạn chế cái gì vô đó làm cho nó mắc cười chút xíu. Thì sẵn mình đang chạy tới ba hãng xe luôn nè, mình vừa chạy Grab ha, vừa chạy Go Việt nè, với chạy Bi. Thì mình bận luôn bộ đồ luôn, không biết quảng cáo thương hiệu gì người ta có cho đồng nào hay không không biết, nhưng mà nhờ nếu mà các bạn mà thấy hay thấy dở thì gì cũng chia sẻ giùm, thương tình chia sẻ giùm mình cái ha. Sau đây mình xin gửi tới các bạn, trước khi gửi tới các bạn một cái bản nhạc thực tại của mình, thì mình giới thiệu những cái đồ nghề của mình ngày đầu bước chân vô làm vlog coi nó sao ha. Các bạn có gì góp ý ủng hộ giùm ha. Rồi, đầu tiên cho phép mình được giới thiệu tới các bạn là mấy món đồ nghề của mình ha. Để mình làm vlog thì ngày đầu hơi nghèo nàn, với chưa có tiền bạc, thì cho nên là mình tạm thời gia đình có cái gì mình tận dụng được cái đó. Ví dụ như là một cái micro, của mình đó rất là đẹp ha. Rồi một cái điện thoại, ngoài cái mình đang quay phim thì mình còn cái nữa để mình bắt nhạc karaoke ha. Một cái loa kẹo kéo gia đình, kẹo kéo nhỏ dành cho phòng trọ gia đình. Thì cái loa kẹo kéo này không biết nhiêu tiền nữa, tại vì thằng bạn nó cho. Với một cái kiến ha, một cái kiến này mình mua 25 ngàn để mình chạy xe ôm công nghệ đó. Thì sẵn đây mình làm vlog thì mình đeo vô luôn, lặn lội ra đường người ta dòm thấy mặt người ta quánh bỏ bú luôn. Thế mình đeo vậy nè để mình quay ngược camera lại cho mấy bạn coi ha. Hay ha, cái ánh sáng lên chút xíu. Đó, bây giờ mình mới đeo cái kiến vô. Rồi thôi mình đội cái nón vô. Cái nón đâu có tiêu rồi ta. À, cái nón này đeo kiến vô tới hù cũng thấy vậy, trên gáo. Rồi thôi mình đeo cái kiến vô. Mình đội cái nón vô, cái mình đeo cái kiến vô. Thẳng tại vì hôm nay có chuyến bay 5 giờ của đi chung với anh đại vệ rồi đó. Còn là điều gì chẳng nói ra, biết hôm nay anh bay chuyến bay 5 giờ. Đó, thì mình đeo cái kiến vô đặng chi, đặng cho ra đường á khỏi trúng quánh. Tại vì mình làm vlog gì đâu mà trời ơi như thùng á, bận đồ rồi đội nón vô rồi thì ca thì dở, đặng thôi lỡ rồi lỡ người ta kêu thùng đừng đeo luôn cái kiến đi đặng, chứ ra đường người ta thấy mặt người ta quánh bỏ mẹ luôn. Bây giờ ra mãi ra mình ra xứ Bắc chơi ha, mấy ông người Bắc ổng chặn, ổng bắt lại, ổng đè chân đè tay, ổng nói bữa mày bắt được rồi mày rồi nhá, bữa mày đánh chết cha rồi đó. Cái mình chạy vô Huế miền Trung Đà Nẵng nó chơi cái ta cũng chặn đầu chặn đuôi lại rồi, tao bắt được bi rồi nhá, chúng đập chịt chào đó, nguy hiểm lắm. Còn vô Sài Gòn khỏi nói à, giờ Sài Gòn là khỏi nói à. Ta quánh từ cha tới mẹ, mà ta quánh từ ông tới bà, quánh từ cha tới con, quánh chết luôn. Bởi vì tôi muốn phải đeo kiến cho tôi né vậy nè. Thì lần đầu tiên cũng cho phép tôi, mình được gửi tới toàn thể anh em một ca khúc của ca sĩ, nhạc sĩ Ngọc Sơn. Bản nhạc mang tên Tình Cha. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Thank you.
chờ mơ như vẫn thái dư, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì còn gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu, cha ơi cha già dấu và con nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm nào nào khó phai trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh, và cha nằm mong con sưởi ấm những cánh dài, nhẹ nhàng ôm con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người, và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cháu xanh rách sao cho thơ, những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim, cha ơi cha già dấu yêu. Còn nhớ những ngày những đêm trường con nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm nắp nào khó phai trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh, và cha nằm một con sưởi ấm những cánh dài, nhẹ nhàng ôm con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người, và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì chó xanh rách sao cho thơ, những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim, cha ơi cha già dấu yêu. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim, cha ơi cha già dấu yêu. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim, cha ơi cha già dấu yêu. Rồi ok, xin cảm ơn anh em, cảm ơn bà con rất là nhiều ha.
hẹn gặp lại bà con tiếp trong clip sau. Nếu bà con thấy hay, thấy dở thì comment ở dưới để mình biết mình có thể sửa đổi hay là mình lựa chọn một cái chủ đề gì cho nó phù hợp hơn. Tại vì cái này là mình kiểu như là đề ba mở hàng cho nên mình cũng không biết làm gì, mặc dù mình ca rất là tệ. Rồi, cảm ơn rất là nhiều. Bye bye.